Sơn Đông là nơi có nền kinh tế khá phát triển tại Trung Quốc. Sơn Đông cũng có rất nhiều cảnh đẹp như bác đồ tuyền tại Tế Nam, ngọn núi đầu tiên trong ngũ nhạc núi Thái Sơn. Sơn Đông còn là mảnh đất địa linh nhân kiệt, lịch sử lâu đời. Do tiếp thụ ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Nho gia, con người nơi đây rất thật thà, đơn giản và lương thiện, xem trọng giáo dục. Tại Sơn Đông có một nhóm người lương thiện đang bị chịu sự bức hại tàn bạo. Chỉ vì họ kiên trì với tín ngưỡng của mình, Châu Tùng Đào, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Đảo, nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Trường Đại học Hải Dương Thanh Đảo, chỉ vì kiên định và đức tin của mình nhiều lần bị bắt giam phi pháp, bị chịu tra tấn cực hình. Ngày 3 tháng 11 năm 2000, trải qua 2 tiếng tra tấn dã man, Châu Tùng Đào qua đời trong oan ức khi mới chỉ 28 tuổi. Vợ của anh là Trương Vân Hạc vì tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp đến nay vẫn bật vô âm tín. Con gái của họ là Châu Pháp Dung khi cha bị bức hại đến chết lúc đó chưa đầy 1 tuổi. Vì sự bức hại phi pháp này mà Châu Pháp Dung mất cả cha lẫn mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi. Trường hợp học viên Pháp Luân Công tại Sơn Đông bị bức hại đến chết như Châu Tùng Đào vẫn còn rất nhiều. Sự bức hại phi pháp học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Sơn Đông vẫn đang tiếp diễn. Nửa đầu năm 2018, tại tỉnh Sơn Đông có 571 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc phi pháp, 255 người bị sách nhiễu. Ngoài ra, tính đến cuối năm 2014, theo như tư liệu của Tổ chức Điều tra Quốc tế, 87 bệnh viện tỉnh Sơn Đông, 656 nhân viên y tế bị tình nghi có liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công. Mổ nội tạng sống là chỉ khi người ta còn đang sống, mổ bụng thậm chí không tiêm thuốc tê, trực tiếp cắt lấy tạng phủ của họ. Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người. Rốt cuộc là ai tại Sơn Đông mỹ lệ này tạo nên những thảm kịch như vậy? Đó chính là một bộ phận quan chức Trung Cộng bao gồm Ngô Quan Chính, Trương Cao Lệ, Lý Kiến Quốc, Lâm Phong Hải, Trương Giang Đinh, Kế Dân, Lợi Dân, Diêm Hậu Quân, Cao Tân Đình, Lưu Ngọc Tường, Bành Tự Tiến. Ngoài ra, tại tỉnh Sơn Đông có 4.556 người do tham dự bức hại mà bị điều tra quốc tế. Trên đầu ba tấc có thần linh, rất nhiều quan chức tham dự bức hại Pháp Luân Công đều đã phải chịu nhận ác báo. Tính đến tháng 8 năm 2017, tỉnh Sơn Đông do tham dự bức hại Pháp Luân Công mà phải chịu vận hạn có 1.646 người, trong đó 697 người tử vong, chiếm khoảng 42 số người chịu vận hạn. Số lượng người mắc trọng bệnh hoặc tai nạn 264 người, chiếm khoảng 16% tổng số người chịu nạn. Nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Sơn Đông Vương Mẫn lợi dụng tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, năm 2016 do tham ô và nhận hối lộ bị kết án 12 năm tù. Nguyên phó bí thư tỉnh ủy Sơn Đông Đỗ Thế Thành tham dự bức hại dã man các học viên Pháp Luân Công tại Thanh Đảo năm 2008 với tội danh nhận hối lộ bị án tù chung thân. Ngoài ra còn có những quan chức Sơn Đông dưới đây do tham dự bức hại Pháp Luân Công mà chịu ác báo. Cựu ủy ban thường trực thành phố Duy Phường, phó thị trưởng Trần Bạch Phong tự tử mà chết. Nguyên đội trưởng đội quốc bảo khu Duy Thành, thành phố Duy Phường, Vương Kiến Sang bị ung thư gan mà chết. Vạn Quốc Trung tháng 9 năm 2000 tự sát, Nguyễn Cảnh Thụy năm 2009 bệnh mà chết. Vương Vĩnh Lợi tù chung thân, Dương Gia Bình 14 năm tù, Khương Tập Hỷ 15 năm tù, Hồ Lương Tài 14 năm tù, Đán Quốc Huy 20 năm tù, Phùng Việt Hân tử hình. Những người tu luyện Pháp Luân Công dựa theo chân thiện nhẫn làm tiêu chuẩn đạo đức. Pháp Luân Công phổ truyền hơn 100 quốc gia và khu vực khắp thế giới. Chỉ tính riêng tại Đài Loan, số lượng người tu luyện đã lên đến hơn 700.000 người. Trên toàn thế giới, riêng chỉ tại Trung Quốc đại lục, người tu luyện mới phải chịu sự bức hại tàn bạo như vậy. Dân chúng thiện lương trên khắp thế giới đã đứng lên, dùng hành động của chính mình ủng hộ phản đối bức hại Pháp Luân Công, lương tri đạo đức cuối cùng cho nhân loại. Thiện ác hữu báo là thiên lý, hy vọng bạn sẽ lựa chọn thiện lương và chính nghĩa, trả lại nhân nghĩa đạo đức cho tỉnh Sơn Đông.